Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn đã trở lại kênh của mình. Hiện tại mình đang trên đường di chuyển từ Quy Nhơn Bình Định về Nha Trang các bạn. Thì từ Bình Định, Quy Nhơn về Nha Trang khoảng 200 mấy chục cây à. Mình đi trong vòng khoảng 4 tiếng là tới các bạn. Hiện tại mình tới Phú Yên rồi nè. Các bạn thấy những cánh đồng, những dãy núi rất đẹp không? Các bạn có thấy cái gì xa xa kia không? Đó là ngọn núi đó mà. Trên ngọn núi này có một tảng đá rất là lạ nha. Theo mình được biết là núi này gọi là núi đá bia nha các bạn. Núi này thuộc dãy đèo cả. Nó cao khoảng, theo mình biết là cao 706m so với mặt nước biển. Và có một cái ngọn đá này. Ngọn đá này cao 76m. Đó là đẹp ha. Ngọn núi này gọi là núi đá bia các bạn, quá đẹp. Sau một khoảng thời gian ăn dầm nằm về trên xe thì mình đánh một giấc, cuối cùng đã tới Nha Trang. Sắp tới rồi các bạn, đây là biển Nha Trang. Và hôm nay sóng lớn quá. Dính biển động rồi các bạn ơi. Biển động rồi. Đây các bạn, chúc mừng các bạn là hai cái trụ của Vinpearl các bạn. Đi cáp treo hồi đó, đi cáp treo lại đi qua những cái trụ đó mới qua Vinpearl các bạn. Được kết nối giữa hai cái đảo ha. Mà theo mình được biết là hai cái trụ này là không có ấy nữa. Gió quá lớn. Mình đã đến đường Trần Phú rồi các bạn. Biển động mà nghỉ tắm luôn rồi các bạn ơi. Đó, những cái trụ xa xa đằng kia là cáp treo các bạn. Nhưng mà bây giờ là họ không có xài cáp treo nữa, họ cắt luôn rồi. Bây giờ là mình đi tàu cao tốc qua bên bên bờ các bạn. Đây là biển động rồi, các bạn thấy biển hai màu không? Xa xa ngoài kia là khoảng nước rất là xanh ha. Đó, hai màu, màu ngoài khơi là xanh xanh nè, màu trong này là hơi đục nè. Đục màu của cát rồi, biển động. Biển này là không thấy một ai tắm luôn các bạn. Đó, chỉ đi trên dạo biển thôi. Rồi mình đã đến điểm ăn trưa các bạn. Đây là nhà hàng Happy Life. Mình sẽ vô đây ăn trưa. Bây giờ là 12:30 phút rồi. Lucy hải sản địa phương và bà Tơ nằm ở số 1 Nguyễn Thị Minh Khai các bạn, thành phố Nha Trang nha. Thì cái tiệm này đường quán này là mình thường ăn ở đây cũng khá là ngon. Mình đã đặt bàn ở đây rồi, bây giờ mình vô ăn. Đây các bạn, gà tôm bò nha. Bò cá rau
tiếp tục, lên món chưa hết nha. Còn món cháo gà nữa thì phải. Đây là không gian của quán, mình đến hơi muộn rồi, chắc giờ người ta ăn hết rồi. Hello các bạn, đây là những nhà tòa nhà cao tầng, đây là cái biểu tượng Cánh Hòa, biểu tượng của quảng trường thành phố Nha Trang nha. Mình đang đứng cạnh biển, biển động rồi, quay quảng trường cho các bạn xem nha. Đây là Vinpearl các bạn. Ngày xưa muốn qua Vinpearl là mình đi cáp treo qua ha, mua vé qua cáp treo. Tất cả các trò chơi, tham quan thủy cung đồ qua đây là đầy đủ hết. Khu vui chơi giải trí bên đây, đất liền dưới đất liền. Đi cáp treo qua vượt biển qua bên đó. Nhưng mà cáp treo giờ là họ không cho đi nữa. Bây giờ họ chuyển qua đi tàu cao tốc rồi các bạn. Sống các bạn ơi. Này nhiều người muốn tắm lắm mà không có tắm được. Này. Sống quá lớn. Sống này là có thể cuốn mình ra ngoài đâu nha. Wow wow. Để biển cấm bơi luôn các bạn. Quá gió. Dạo biển hơi cái tấm gì đó. Đây có anh đi kiểm tra này, ai tắm là anh la này các bạn, anh cứu hộ á. Mình đi ngang ngày biển động không tắm được rồi, chỉ đứng nhìn hai màu biển, sóng biển dạt vào mà thôi, bao gió luôn. Điện thoại ai mắc sóng là ra đây đầy sóng luôn. Điện thoại ai chập chờn mắc sóng là ra đây nha, là có đầy đủ ha. Cái eo biển đầy sóng và gió. Thua luôn, đứng chơi xíu lên thôi. Có những người nước ngoài muốn tắm lắm các bạn. Là đứng ở tại quảng trường thì mình vô tình thấy anh này ảnh làm cái vòng đeo tay đấy các bạn. Đây anh làm rất là nhanh nha. Anh làm chưa được 2-3 phút là xong một chiếc vòng nha. Mình nhìn mà không kịp tay anh không bạn, theo không kịp luôn á. Nãy mình thấy anh vừa làm mà anh vừa nhìn ở đâu đâu á, anh cũng vẫn làm luôn. Anh không cần nhìn anh vẫn làm được. Rất là nhanh luôn ha. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Quá điêu luyện, quá nhanh. Sắp hoàn thành nữa các bạn.
hết tới sáng mai quá. Bây giờ mình làm tiếp cái công đoạn gì đây, tạo cái khóa, khóa rút nha các bạn. Đây là cái khóa mình có thể là nó nằm trong cái vòng luôn mà mình có thể thâu ra thâu vô, đơn giản quá ha. Quá nhanh, quá hiểm. Rồi, đây là sản phẩm của anh ta. Một lỗ. Nè, một vòng 20.000 các bạn. Một vòng 20k. Đủ màu đủ loại luôn, tha hồ lựa chọn. Các bạn nếu mà ra Nha Trang thì nhớ ghé ủng hộ anh này nhé. Thôi bây giờ mình đi tiếp đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo nhé. Bye bye.